Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào tối thứ Sáu 26 tháng 2 2016, tại khu vực tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, miền Nam Cali, để tưởng nhớ các nạn nhân cộng sản trong biến cố Tết Mậu Thân 1968, nhiều hội đoàn trong cộng đồng người Việt quốc gia miền Nam Cali đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho những nạn nhân cộng sản đã bị chết một cách oan nghiệt trong năm đó. Chúng tôi xin giới thiệu ông Lê Quang Giật, một thành viên trong ban tổ chức và gia đình cũng là nạn nhân cộng sản, cho biết về biến cố này. Tôi là gia đình nạn nhân của Tết Mậu Thân 1968. Tôi có bà chị bị chôn sống ngay tại một cái hố chôn tập thể chở gần 500 nạn nhân, 480 mẹ nạn nhân ở tại quận Phú Thứ. Sau gần 2 tháng mấy mới quật được cái hầm đó lên. Thì hàng năm khi ở Hoa Kỳ, chúng tôi năm 1990 chúng tôi với anh Lý Nguyễn Lý Tượng, tự nhiên là anh Nguyễn Lý Tượng là trưởng ban tổ chức, tôi là phó trưởng ban tổ chức, cùng tổ chức tại chợ người Việt trong cái tưởng niệm Mậu Thân trong năm đó. Cùng với kế tiếp năm 1992 tôi cũng như là anh Hồ Thăng là trưởng ban tổ chức và tôi là phó trưởng ban tổ chức ở tại khu thương mại Euclid và kỷ niệm 40 năm Mậu Thân tại tượng đài chiến sĩ là anh Trần Trọng Ân Sơn trưởng ban tổ chức và tôi cũng là phó trưởng ban tổ chức. Và năm nay trở lại, chúng tôi trong Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, chúng tôi đã đề nghị với vị chủ tịch anh Phan Kỳ Nhân kết hợp các hội đoàn và cộng đồng người Việt quốc gia Nam Bali tổ chức cái buổi Tết tưởng niệm ngày hôm nay. Buổi lễ tưởng niệm đã được bắt đầu với nghi thức chào cờ khai mạc và phần đặt vòng hoa trước bàn thờ tưởng niệm nạn nhân cộng sản, cũng như phần dâng lời cầu nguyện và dâng hương của Hòa thượng Thích Minh Nguyện, đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Sau đó là phần ngỏ lời của ông Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch Hội đồng điều hành Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Người cộng sản Việt Nam chỉ có tàn ác và bạo lực. Chúng chủ trương như trên, không những trong suốt cuộc chiến trước tháng 4 năm 1975, mà cho đến hôm nay, sau ngày chúng cưỡng chiếm miền Nam, những gì đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam, thiết nghĩ toàn thể người Việt chúng ta và cả thế giới đều chứng kiến và biết qua bằng những phương tiện truyền thông tân tiến hiện đại. Và anh Ngô Thiện Đức, đại diện cho các hội đoàn giới trẻ, đã chia sẻ cảm nghĩ. Chế độ cộng sản là một chế độ rất dã man so với ISIS bây giờ. 48 năm về trước mà chúng đã chôn những mộ chôn tập thể trên hàng ngàn người và chặt đầu những người dân vô tội xô xuống giếng, thì so với ISIS bây giờ còn tàn ác hơn nhiều. Vì vậy, giới trẻ hiểu được cái chế độ tàn ác của cộng sản, sẵn sàng tiếp bước cha anh đã làm, đang làm, tiếp tục con đường của cha anh chú bác đang đi. Kính thưa quý khán thính giả, buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho những nạn nhân Tết Mậu Thân năm 1968 cách đây 48 năm, sau đó còn để tiếp nối với phần phát biểu các vị trong ban tổ chức và quan khách. Và chương trình đã kết thúc bằng phần đốt nến tưởng niệm và văn nghệ đấu tranh do câu lạc bộ tình nghệ sĩ và ban thủ ca Xuân Điệp phụ trách. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phút sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.